Hack Reset WeMobile WeClan. Cái tên tắt nguồn máy. Để máy tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn giữ phím giảm âm lượng và phím nguồn. Nhấn giữ giảm âm lượng phím nguồn. Khi máy lên nguồn, buông nguồn, giữ giảm. Khi máy vào màn hình Factory Reset, buông tay ra. Nhấn phím giảm âm lượng để di chuyển xuống dòng Clear ALC. Nhấn nguồn xác nhận. Đại cho máy tiến hành Factory Reset. Sau đó máy tự động tắt máy và khởi động lại. Để máy khởi động lên là hoàn tất.